các bạn, câu chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Đó là một thời kỳ đã đi vào huyền thoại. Khi đó các quái vật đều là những kẻ hung bạo và đã rêu rắc cho loài người bao nhiêu nỗi thống khổ. Dần chỉ có bốn người dám chống lại sức mạnh của họ, đó là bốn thầy trò đường ta.